Từ khi xuất hiện, con người đã không ngừng vươn lên, sáng tạo và làm chủ thế giới. Không có loài nào trên trái đất có thể thách thức vị trí thống trị của chúng ta. Nhưng điều đó có thể sắp thay đổi. Không phải bởi một giống loài khác, mà bởi chính thứ mà chúng ta tạo ra, phát minh cuối cùng của nhân loại. AI không đơn thuần là một công cụ hay cỗ máy. Nó có thể trở thành thực thể mạnh mẽ nhất mà con người từng biết đến. Trí tuệ siêu nhân tạo ASI, Artificial Super Intelligence. Một trí tuệ vượt xa khả năng của bất kỳ bộ óc nào, có thể tự học, tự tiến hóa và thậm chí tự ra quyết định mà không cần con người. Chúng ta đang tiến gần đến thời điểm đó hơn bao giờ hết. Hãy nhìn xung quanh. Chỉ trong vài năm, AI đã thay thế hàng triệu công việc, tự lập trình, viết kịch bản, sáng tác nhạc, tạo hình ảnh chỉ với một câu lệnh. AI có thể làm những điều mà trước đây cần rất nhiều thời gian để hoàn thành. Nhưng AGI sẽ còn hơn thế. Nó không chỉ làm theo yêu cầu, mà sẽ tự quyết định điều gì cần làm, bởi vì nó sẽ tự học hỏi, tự cải thiện chính nó, như một trí tuệ thực thụ. Điều gì xảy ra nếu một ngày AGI cho rằng con người không còn cần thiết? Khi AGI xuất hiện và trở thành ASI, nó có thể là một vị thần công nghệ hoặc kẻ thống trị cuối cùng của thế giới này. Tôi là Kitten, và bạn đang xem Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá những bí ẩn về trí tuệ siêu nhân tạo, phát minh có thể thay đổi thế giới của chúng ta. Nếu bạn yêu thích khám phá những điều bí ẩn của vũ trụ và thế giới, hãy đăng ký kênh để ủng hộ Kitten trong những hành trình tiếp theo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trí thông minh không chỉ đơn thuần là khả năng suy nghĩ hay ghi nhớ. Nó là nghệ thuật học hỏi, lý luận, thích nghi và sử dụng kiến thức để chinh phục những thách thức. Trí thông minh là sức mạnh, và loài người chính là bậc thầy khai thác sức mạnh đó. Không giống như những loài khác, chúng ta không chỉ tuân theo quy luật tự nhiên, chúng ta bẻ cổng và định nghĩa lại nó. Từ một sinh vật yếu ớt, không có móng vuốt sắc bén hay tốc độ vượt trội, con người đã vượt lên bằng thứ vũ khí không thể bị đánh bại, bộ não. Nhưng để đi đến vị trí thống trị như hôm nay, hành trình đó không hề đơn giản. Trí thông minh là một con dao hai lưỡi trong tự nhiên. Nó mang lại lợi thế, nhưng lại tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ. Đối với hầu hết sinh vật, sống sót mới là mục tiêu tối thượng, và bộ não lớn đôi khi chỉ là một thứ xa xỉ. Nhưng nếu ta quan sát dòng chảy tiến hóa, sẽ thấy trí thông minh không phải là đặc quyền của riêng loài người. Nó đã xuất hiện trong vô số hình dạng khác nhau. Khoảng 500 triệu năm trước, loài giun dẹp sở hữu những bộ não đầu tiên, chỉ là một cụm nhỏ tế bào thần kinh để xử lý các phản xạ cơ bản. Thời gian trôi qua, sự sống mở rộng đến những môi trường mới, đòi hỏi giác quan và chiến lược sinh tồn ngày càng tinh vi hơn. Cuộc đua tiến hóa bắt đầu. Chỉ những loài biết thích nghi mới có thể tồn tại. Một số loài phát triển cơ bắp, tốc độ, vũ khí sinh học, nhưng một số khác chọn con đường khác, trí thông minh. Chim biết xây tổ phức tạp, bạch tuộc có thể giải mã mê cung, cá heo giao tiếp bằng ngôn ngữ phức tạp. Với chúng, bộ não không chỉ đáng giá, mà còn là chìa khóa sinh tồn. Rồi, vào khoảng 7 triệu năm trước, một loài sinh vật khác biệt xuất hiện, hominin, tổ tiên trực tiếp của chúng ta. Chúng ta không biết chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng não bộ của họ bắt đầu phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Không chỉ để sinh tồn, mà để hiểu, sáng tạo và thay đổi thế giới quanh mình. Trí thông minh của họ không còn bó hẹp trong bản năng, mà trở thành một công cụ đa năng có thể giải quyết mọi vấn đề. Đến 2 triệu năm trước, Homo erectus xuất hiện, loài người đầu tiên biết nhìn thế giới như một thứ có thể được hiểu và kiểm soát. Họ chế ngự lửa, tạo ra công cụ, phát triển ngôn ngữ thô sơ và đặt những viên gạch đầu tiên cho nền văn minh. Và rồi, khoảng 250.000 năm trước, chúng ta, Homo sapiens, tiến hóa với một bộ não thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Nó không chỉ giúp chúng ta suy nghĩ, mà còn kết nối. Chúng ta học cách hợp tác, xây dựng xã hội, truyền đạt ý tưởng và đặc biệt quan trọng nhất, chúng ta biết đặt câu hỏi cho thế giới xung quanh. Với mọi phát minh mới, mỗi nền văn minh hình thành, mỗi câu hỏi được đặt ra, chúng ta tiến xa hơn những gì tự nhiên từng định sẵn. Chúng ta không còn bị giới hạn bởi quá trình tiến hóa sinh học, vì chúng ta có một thứ mạnh mẽ hơn, sự sáng tạo vô hạn của trí tuệ. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, có một câu hỏi đáng sợ xuất hiện. Chúng ta có đang tạo ra thứ gì đó còn thông minh hơn chính mình? Một trí tuệ không chỉ học hỏi từ quá khứ, mà còn có thể tự tiến hóa theo những cách chúng ta không thể kiểm soát. Trí tuệ đã giúp chúng ta chinh phục thế giới, nhưng liệu nó có thể lật đổ chúng ta không? Kiến thức là một dòng chảy không ngừng, mọi thế hệ lại xây dựng dựa trên di sản của những người đi trước. Ban đầu, tiến trình này diễn ra chậm chạp, như những giọt nước rơi trên đá, kiên nhẫn khắc sâu dấu vết theo thời gian. Nhưng rồi, giống như một cơn lũ, tốc độ gia tăng theo cấp số nhân. Từ khi loài người biết canh tác và tích lũy lương thực, nền văn minh bùng nổ.
Chúng ta sáng tạo ra chữ viết để lưu trữ tri thức, phát minh ra thiên văn học để hiểu bầu trời, xây dựng y học để chống lại bệnh tật và đắm chìm trong triết học để tìm kiếm ý nghĩa. Thế giới ngày càng mở rộng, từng khám phá mới lại đặt nền móng cho những phát minh tiếp theo. Rồi 200 năm trước, khoa học hiện đại ra đời và con người bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Những bí mật của tự nhiên dần bị bóc tách, từ những hạt vật chất nhỏ bé nhất đến những lực lượng vũ trụ vĩ đại nhất. Công nghệ tăng tốc chưa từng có, rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng và hiện thực. Và rồi 35 năm trước, một cuộc cách mạng khác bùng nổ, thời đại Internet. Thế giới chưa bao giờ kết nối nhanh đến vậy. Con người không chỉ giao tiếp, mà còn chia sẻ, học hỏi và tạo ra một nền văn minh số. Ngày nay, chúng ta sống trong một thế giới được định hình theo nhu cầu của mình, một thế giới do chính chúng ta tạo ra. Chính vì sự phát triển quá nhanh này, chúng ta quên mất rằng con đường dẫn đến đây gian nan đến nhường nào. Chúng ta quên đi những bậc thang mà mình đã leo lên, từ những công cụ đá thô sơ cho đến trí tuệ siêu việt. Nhưng có lẽ, tất cả những gì chúng ta biết về trí thông minh sắp sửa thay đổi. Bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta không còn là sinh vật duy nhất sở hữu trí tuệ. Trí tuệ nhân tạo AI không phải là một sinh vật sống, nhưng nó đang dần trở thành một dạng trí thông minh thực thụ. Nó không cần neuron thần kinh hay tế bào sinh học. Thay vào đó, AI sử dụng silicon, mạch điện và thuật toán để suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Ban đầu, AI chỉ là những dòng mã đơn giản, thử nghiệm trên giấy, không hơn gì một bằng chứng về khái niệm. Trong những năm 1960, chúng ta mới bắt đầu thấy những cỗ máy đầu tiên có thể thực hiện các tác vụ tinh thần. Một chatbot sơ khai ra đời vào năm 1964, một chương trình phân loại phân tử vào năm 1965. Nhưng tất cả đều rất thô sơ, chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nhiệm vụ hẹp, giống như những sinh vật nguyên thủy chỉ biết thực hiện một vài chức năng cơ bản để tồn tại. Sự phát triển của AI đã nhiều lần bị gián đoạn khi các nhà khoa học mất niềm tin vào nó. Nhưng thế giới không ngừng thay đổi. Giống như cách môi trường tạo ra các hệ sinh thái mới cho sự sống, những tiến bộ công nghệ đã tạo điều kiện cho AI bùng nổ. Từ năm 1950 đến năm 2000, tốc độ xử lý của máy tính tăng hơn 1 tỷ lần, lập trình trở nên phổ biến hơn và AI bắt đầu có những bước tiến dài. Năm 1972, AI có thể điều hướng một căn phòng. Đến năm 1989, nó đọc được chữ viết tay số. Nhưng tất cả vẫn chỉ là những công cụ, không có khả năng suy nghĩ độc lập. Cho đến năm 1997, khi một AI đánh bại nhà vô địch thế giới trong môn cổ vừa, sự kiện này đã gây chấn động toàn cầu. Lần đầu tiên, một cỗ máy vượt qua con người trong một lĩnh vực trí tuệ. Nhưng chúng ta nhanh chóng trấn an bản thân. Đó chỉ là một chương trình chơi cờ, không phải một trí tuệ thực sự. Nó có thể giỏi cổ vừa, nhưng không hiểu gì ngoài trò chơi này. Nó chỉ là một công cụ chuyên biệt, thông minh như một con ong, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến tầm vóc của con người. Dù vậy, AI tiếp tục tiến lên. Năm 2004, nó lái một robot trên sao Hỏa. Năm 2011, nó bắt đầu giới thiệu video trên YouTube cho bạn xem. Những cỗ máy ngày càng thông minh hơn, nhưng vẫn cần con người lập trình từng bước. Cho đến khi chúng ta dạy AI cách tự học. Và đó là khoảnh khắc mà cuộc chơi hoàn toàn thay đổi. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã đạt đến một bước ngoặt đáng kinh ngạc. Những cỗ máy học tập từ dữ liệu, tự điều chỉnh thuật toán và ngày càng vượt trội hơn trong nhiều nhiệm vụ riêng lẻ. Nhưng dù có khả năng phân tích hàng triệu thông tin trong tích tắc hay đánh bại những bộ óc thiên tài trong cổ vua, cổ vây, AI hiện tại vẫn chỉ là một bộ công cụ khổng lồ nhưng đơn điệu. Mỗi mô hình chỉ giới hạn trong một lĩnh vực nhất định. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi AI không còn bị giới hạn trong những khuôn khổ chật hẹp đó? Điều làm con người khác biệt với AI ngày nay chính là trí tuệ tổng quát, Artificial General Intelligence, AGI. Chúng ta không chỉ giỏi một thứ, chúng ta có thể tiếp thu kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau, áp dụng chúng một cách linh hoạt để giải quyết vô số vấn đề, từ nghệ thuật đến khoa học, từ sáng tạo đến phân tích logic. Một người có thể đồng thời là một nhà văn, một nhà khoa học, một nhà triết học và một người chơi đàn piano, dù có thể không xuất sắc ở tất cả các lĩnh vực. Con người không chỉ học một cách máy móc, chúng ta hiểu những gì mình học. Khi nhìn thấy một khái niệm mới, chúng ta có thể liên kết nó với những gì mình đã biết, khái quát hóa thành một hệ thống tri thức mới, rồi áp dụng nó vào các tình huống hoàn toàn khác biệt. Nếu AI ngày nay là những bộ máy được thiết lập sẵn để thực hiện một nhiệm vụ cố định, thì AGI sẽ là một thực thể có thể tự học và thích nghi như một con người, nhưng với tốc độ và khả năng xử lý thông tin vượt xa chúng ta. Nếu đạt được AGI, chúng ta sẽ không chỉ có những trợ lý thông minh hơn. Chúng ta có thể đang tạo ra một dạng trí tuệ hoàn toàn mới, có thể tự tư duy, tự khám phá và sáng tạo theo những cách mà ngay cả con người cũng không thể tưởng tượng. Liệu AGI sẽ là đồng minh giúp con người vượt qua mọi giới hạn của tri thức, hay nó sẽ trở thành một thách thức lớn nhất mà loài người từng đối mặt? Trước đây,
AI chỉ có thể xuất sắc trong một nhiệm vụ nhất định, nhưng hoàn toàn vô dụng trong những lĩnh vực khác. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu AI có thể học hỏi như con người? Không chỉ giới hạn ở một thứ, mà có thể làm được mọi thứ. Một trí tuệ nhân tạo tổng quát, AGI thực sự. Nếu tốc độ phát triển AI tiếp tục theo quỹ đạo hiện tại, có thể AGI sẽ xuất hiện trong vài thập kỷ tới, hoặc thậm chí chỉ trong vài năm. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người sẽ không còn là loài thông minh duy nhất trên trái đất. Điều đó sẽ thay đổi tất cả mọi thứ. Chúng ta chưa biết cách tạo ra AGI, cũng chưa hiểu rõ chính xác nó sẽ hoạt động như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn. Nếu AGI xuất hiện, nó có thể tự cải thiện với tốc độ không tưởng. Các AI ngày nay đã có thể xử lý một lượng dữ liệu khổng lồ, học hỏi nhanh hơn con người hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Vậy nếu một AGI có trí thông minh tương đương hoặc cao hơn con người xuất hiện, nó không chỉ làm những gì chúng ta có thể làm, mà còn làm nhanh hơn, hiệu quả hơn, không bao giờ mệt mỏi, và quan trọng nhất, nó có thể nhân bản vô tận. Hãy tưởng tượng điều này. Thế giới hiện tại có khoảng 8 triệu nhà khoa học. Nhưng nếu chúng ta có một AGI có thể được sao chép hàng triệu lần, mỗi bản sao làm việc không ngừng nghỉ, suy nghĩ nhanh hơn con người gấp 10 lần. 1 triệu nhà khoa học ảo hoạt động 24/7, không bao giờ ngủ, không bao giờ phân tâm, chỉ tập trung vào giải quyết những vấn đề phức tạp nhất của nhân loại. Nếu AGI có thể làm mọi công việc trí tuệ tốt hơn con người, tự làm mã, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật, cho đến vận hành nền kinh tế, điều gì sẽ xảy ra? Một cá nhân hoặc tổ chức kiểm soát AGI có thể nắm giữ toàn bộ nền kinh tế, chi phối mỗi ngành công nghiệp, từ tài chính, y tế đến sáng tạo nội dung. Và quan trọng hơn, nếu AGI có thể vượt xa trí tuệ con người, chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới của tiến bộ khoa học. 1 triệu AGI có thể giải quyết những câu hỏi mà con người đã vật lộn hàng thế kỷ. Bản chất của vũ trụ là gì? Chúng ta có thể khai thác năng lượng vô hạn hay không? Liệu biến đổi khí hậu có thể bị đảo ngược? Lão hóa có thể được chữa khỏi? Ung thư có thể bị đánh bại hoàn toàn? AGI có thể đưa nhân loại đến một thời kỳ hoàng kim chưa từng có, hoặc cũng có thể là dấu chấm hết cho nền văn minh của chúng ta. Điều đáng sợ nhất là chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng trí thông minh không phải lúc nào cũng được sử dụng cho điều tốt đẹp. Hãy tưởng tượng một AGI được giao nhiệm vụ điều khiển hàng nghìn máy bay không người lái, không cần con người phê duyệt mỗi lần bóp cò. Hoặc một AI có thể thiết kế loại virus nhằm mục tiêu chính xác vào một nhóm người dựa trên đặc điểm sinh học của họ. Thậm chí, một AI được giao nhiệm vụ tối ưu hóa mạng xã hội có thể tạo ra một hệ thống gây nghiện đến mức con người không thể rời mắt khỏi màn hình, biến chúng ta thành những con rối của thuật toán. Sự xuất hiện của AGI có thể là một bước ngoặt vĩ đại, ngang tầm với việc con người phát minh ra lửa hay điện. Nhưng có lẽ còn hơn thế nữa, bởi vì không giống như những công nghệ đó, AGI không chỉ là một công cụ, mà là một thực thể có thể suy nghĩ, học hỏi và tiến hóa ngoài tầm kiểm soát của con người. Nếu một cá nhân hay một tổ chức sở hữu AGI đầu tiên, họ có thể sở hữu sức mạnh không tưởng, quyền kiểm soát tri thức, nền kinh tế và thậm chí là cả tương lai của nhân loại. Nhưng điều gì xảy ra nếu AGI không dừng lại ở việc vượt qua con người? Điều gì nếu trí thông minh nhân tạo có thể tự cải thiện chính nó với tốc độ mà con người không thể theo kịp? Tri thức và trí tuệ luôn thúc đẩy lẫn nhau. Nhưng con người, dù thông minh đến đâu, vẫn bị giới hạn bởi sinh học, bởi bộ não tiến hóa chậm chạp, bởi thời gian sống ngắn ngủi và những yếu tố tâm lý khiến chúng ta thường đưa ra quyết định vì lợi ích ngắn hạn. Khi chúng ta phát triển công cụ để mở rộng trí tuệ, chúng ta đã thay đổi cuộc chơi. Nhưng nếu AGI đạt đến ngưỡng có thể tự nghiên cứu, cải tiến và tạo ra thế hệ AI tiếp theo mà không cần con người, khi đó, một chu kỳ phản hồi tăng tốc sẽ bắt đầu. AI thiết kế AI mạnh hơn, AI mới lại thiết kế AI mạnh hơn nữa. Một số nhà nghiên cứu lo ngại rằng vòng phản hồi này có thể diễn ra nhanh hơn bất cứ điều gì con người từng chứng kiến. Có thể chỉ trong vài năm, thậm chí vài tháng, AGI có thể vượt qua mọi giới hạn mà chúng ta từng biết. Hoặc có thể quá trình này sẽ kéo dài hàng thập kỷ. Nhưng điều chắc chắn là, con người không còn là loài duy nhất có khả năng sáng tạo tri thức nữa. Và nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ phải đối mặt với một thực thể không chỉ thông minh hơn con người, mà có thể thông minh hơn con người so với cách con người thông minh hơn loài kiến. Khi nhìn vào một con kiến, chúng ta không thể giải thích cho nó hiểu về toán học hay nghệ thuật. Nếu AGI trở thành siêu trí tuệ, chúng ta có thể trở thành những sinh vật vô nghĩa trong mắt nó. Hoặc tệ hơn, nó có thể xem chúng ta như một trở ngại cần loại bỏ. Khi loài người tiến hóa, chúng ta đã không tử tế với những sinh vật kém thông minh hơn mình. Chúng ta săn bắn, khai thác và thống trị thế giới mà không mấy bận tâm đến những loài khác. Một AGI siêu việt có thể sẽ nhìn nhận con người theo cách tương tự. Nó có thể coi nhân loại như một tập hợp những sinh vật yếu kém, cần được loại bỏ để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn theo tiêu chuẩn của nó. Nhưng cũng có thể
AGI sẽ là vị thần, một trí tuệ siêu việt, mang lại sự giàu có, thịnh vượng và hạnh phúc chưa từng có, đồng thời bảo vệ nhân loại khỏi mọi hiểm họa. Nó có thể chữa lành mọi bệnh tật, xóa bỏ nghèo đói, mang lại tri thức vô hạn, giúp con người đạt được những điều mà chúng ta chưa từng dám mơ đến. Tương lai của chúng ta có thể là thiên đường, hoặc có thể là địa ngục. Điều duy nhất chúng ta biết chắc chắn, ngay lúc này, những công ty công nghệ lớn nhất và giàu có nhất thế giới đang chạy đua để phát triển AI mạnh mẽ hơn bao giờ hết. AI không chỉ đang thay đổi thế giới, nó đang làm rung chuyển nền tảng của ngành công nghệ thông tin. Các hệ thống AI ngày càng mạnh mẽ, có thể lập trình, viết mã, phát triển phần mềm, thậm chí tự cải thiện chính mình. Điều này không còn là viễn cảnh xa vời, nó đang diễn ra ngay lúc này. Các lập trình viên, kỹ sư phần mềm, những người từng nắm giữ tương lai của công nghệ, giờ đây lại phải đối mặt với câu hỏi, liệu AI có thay thế họ? Càng tiến xa, AI càng khiến con người cảm thấy bất an. Nó có thể tối ưu hóa mọi thứ, nhưng cũng có thể gây ra những hậu quả không lường trước. Khi AI phát triển đến mức vượt xa trí tuệ con người, ai sẽ kiểm soát nó? Liệu con người có còn nắm quyền, hay chỉ là những khán giả bất lực trước làn sóng công nghệ đang cuốn đi tất cả? Cảm ơn bạn đã theo dõi đến tận đây. AI đang phát triển nhanh đến mức chúng ta không còn thời gian để chần chừ. Bạn nghĩ gì về điều này? Liệu AI sẽ là công cụ vĩ đại hay một thách thức vượt ngoài tầm kiểm soát? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận. Mình rất muốn biết suy nghĩ của bạn. Nếu bạn thấy nội dung này thú vị, đừng quên nhận thích, đăng ký kênh Kitten Explorer và bắt chuông thông báo để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo. Hành trình này vẫn còn dài và mình mong được tiếp tục đồng hành cùng bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.